rồi. Kêu là luôn hả anh ơi? Đây là xét chung kết nha các bạn. Đại Lâm kết hợp với thầy Tài chống với Vinh. Vinh là một trong những cao thủ đôi công với Minh Tàng, 50 cây sổ ở chợ đều. Và Vinh đưa Minh Tàng về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Và từ đó chợ đều thành hột đều luôn. Vô. Ok. Anh nãy tính đợi này mà. Chung kết C3 đúp. Anh Tiến, em muốn đúp trời ơi nè. Mày nè. Mày làm em tao hơi lâu rồi đó. Lấy cho tao hết luôn. Rồi để mình lần ra. Ủa comment vô hàng. Đủ quay vậy để. Liệu anh Vinh có đưa anh em Dĩ An vô rồi hay không? Đức đối đầu với cao thủ hạng nặng Đại Lâm Balotelli. Đức. Anh kia hả? Ok. Đây nè. Đây nè. Bên đây. Giao hết luôn. Dạ. Nè, con có nè. Bên đây con không? Rồi. Anh Anh, điểm số 1-0. Điểm số 1-0 cho Đại Long. Đây một đó anh ơi, một nữa. À. Lấy đi cậu lại kìa. Một pha tự sát tại bãi cát của Đại Lâm Balotelli. Ở ngoài công ty nè. Mình đi đâu đâu. Rồi tranh cãi tranh cãi. Rồi đang mất thua luôn nha. À, chung kết C3. Quá luôn sư phụ. Tôi ông kia. Ông ấy ông máy không? Hai đây một nữa. Rồi vui vẻ là mất thua luôn. Rồi đó đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Rồi vậy luôn. Rồi điểm một đều. Phát lại. Một pha bỏ nhỏ tốt của thầy Tài. Sao nữa anh? À, bình luận viên Hiệu Sư Rút. Hiệu Sư Rút.
2-1. Ê, từ tâm, anh. Chính xác, chính xác. Cái banh chua lưới chính xác. Hỏi người trắng kìa, chứ anh đứng lên cho mình được. Thầy tài không cãi cho thầy tài chết mà. Tí tôi chậm lại coi. Rồi. Không phải, hai đều. Một pha xử lý bóng tốt của thầy tài. Tốt rồi thầy ơi, bỏ thầy ơi. Điểm 3-2. Pha xử lý của tay quá tốt của anh Hà, thông minh. Anh Hà biệt danh là Hà thông minh. Hà thông minh quá ghê gớm. Chết anh cu. Một pha đánh bóng ngoài của thầy tài, điểm 4-3 cho anh Vinh. Một pha xử lý bóng tốt của đừng có nói nữa, nói hồi ông hội đánh luôn á. Bỏ đi chú Lâm ơi, đừng có nói nữa chú Lâm ơi. Ráng giữ điểm, quay sang mát ăn. Qua giò luôn chú Lâm. Qua giò. Hoài luôn. Mày điểm ơi. Anh Hoài nhà này lên cọp rồi, hết lấu rồi anh Nhi ơi. Anh Vũ ơi, anh Hoài nhà này lên cọp đây à. Kèo này, kèo này quá gai cắn. Đừng mày. Điểm 5-4 cho anh Vinh. Một pha hỏng bóng một của Trời Tời. Lên tăng ra ngoài chết rồi. Giữ mà cũng nên ha. Bánh lăng dưới mà. Thì tài xé may làm hỏng đồ nghề chuyên dụng của Đài Lâm à.
khoe cá bóc tốt của anh Vinh. Bóng tốt. Điểm cho Đại Lâm 6-7. Một pha tự sát tại bãi cát của Đại Lâm. Điểm 86. Trời ơi, nãy giờ ông Kiền ông quýnh ăn ke cho rồi. Hoài ơi, coi chừng 70 kg còn hổ anh Hoàng ơi. Bên hai quýnh được mà chú nói quá sao mà quýnh. Bỏ đi, bỏ đi. Chú giờ chú bỏ đi. Tay. Tay ơi. Chú nói nữa rồi. Cái chạy mà, em tự tin, em sút đó. Sút thì sút cái banh luôn. À mày đó. Mày đó. Hay. 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 Thằng này nó hay hơn tài xin lắm. Nếu mà vậy là được rồi, đừng có chơi nữa. Nè chú Lâm à. Quýnh đi. Tại chú nói đi bà. Thằng tài này hơn tài xin lắm. Thằng kia. Câu cái nó đâu. Ôi trộm rồi. Ôi trộm. Quá hay luôn. Hay, ăn mừng ăn mừng, mặt xin trâu, mặt xin trâu. Thằng mặt kiên. Đừng vậy ông Hoàng làm gì què vậy? Mấy con chiếc banh mà làm gì không có kiếm. Anh Hoàng nó tê luôn rồi. Canh lưới là chuẩn. Biết đó. Nghe cho cô già cứ mì đen. Thổi trộm. Thổi rồi, thổi rồi. Quá ông già ơi. Ôi! Mọc chim cao. Cái đầu bự. Cái đầu nó tôi nói nè, ngày xưa. Diêm Son á vỗ hồi đau son lại giờ nè. Ôi! Bán lĩnh đàn ông ít men đức thịt. Thầy tài đã đưa Đại Lâm vô. Đức thịt là có đức thịt. Đội trong đỏ đây. Đức bộ bàn. Đức có thực hiện nữa. 1-8. Điểm 1-8. 1-8. Ôi trời. Bà lưới. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Không nói nữa, không nói nữa nè. Bản lĩnh đàn ông đích thực coi. Điểm 91. Hay. Một pha cá bóng tốt của anh Áo Xanh không biết tên. Mà thấy trẻ cái đường y hết hầu không? Một cái pha bành bong bóng của anh Áo Xanh. Nhưng để lại em đem điểm về cho Đà Lâm. Quậy nữa. Có tiền ở đâu phá đúng không? Trẻ vậy. Chết tiếng rồi.
Quay à, đứng hình một pha giỡn của Đại Lâm. Tốt rồi, con chào anh. Tự xét tại bãi cát rồi. Hết nói rồi. Chương trình quẹt cái tay xuống thầy ơi. Quẹt giữ cái gì coi đâu công an ta có đâu tài mà thường lại tao ơi. Đúng rồi. Mình công ta rồi trời ơi. Ai tôi ghi cho anh ghi cho em hả ba Lan? Dẫn chỉ ghi cho anh hỏi em với anh Tùng ghi. Anh đang đâu lắm chạy về nè. Điểm hai đều. Đúng rồi, một pha cắt bóng tốt của thầy tài. Giờ gần cuối thầy tài mới ăn không à? Thầy tài ăn người bốn điều không à? Bốn điều quen rồi. Thôi đây, thôi thôi, hai trăm. Tốt, đẹp. Ai ơi, chú Lâm, tôi phát anh Vinh luôn thử rồi ai đánh phát giả anh Vinh nào? Phát giả anh Vinh á. Đúng rồi. Ba hai. Điểm 32. Ôi, Trương Châu Mộc. Một pha quá hay của Đại Lâm. Đã đưa Tiến Điên vô bờ và Đức Từ Thiện. Điểm 42. Đi thi mà giỡn đâu. Đúng rồi. Đẹp luôn. Má anh quẹt hay chứ. Ba cái sao mà chết. Đi lên. Đi cái gì đây anh coi. Điểm 34. Nghỉ uống nước cái vô uống cái cuối luôn à. Thầy tài cắt điểm cái cuối nè. Cao ráo đẹp trai. Sáng dù có nhiều lắm sao mà yếu rồi thầy. Cao ráo đẹp trai con nhà bà hai. Ồ anh Tiến à, anh nè, nè, anh là em không thấy á. Hello say hi. Mà chắc gì đã ăn thôi mà lấy tiền. Thầy tài. Điểm 34. Chua 14 điều. Okay. Né cái banh. Một pha. Đây ăn mừng. Ăn mừng ban lên nhà không. Nít thực ít man. Vô hàng. Đây là những hàng sáu ra bờ. Tiến Đen xe banh đây vào bờ an toàn. Tiến Đen mừng quá. Quá an toàn. Bản lĩnh đàn ông thầy tài 14 đều trắng rụt. Trắng rụt. Quá ghê. Bản lĩnh đàn ông của thầy tài. Ok man. Vô hai. Vô hết nổi rồi. Xin lỗi các bạn. Đội của tôi huynh chiến thật Vinh ôi cơm. Chúc các bạn sẽ bóng vui vẻ nha. Sân này là đường Quốc lộ 1K Trần Hưng Đạo 23-1 Dĩ An Bình Dương. Các bạn đến đây chơi vui cha. Nhiều kèo chế. Đây các bạn nhìn không. Cao thủ với Lâm kèo chế quá trời nhiều ngoài. Kèo tay kèo chế có hết đây các bạn. Ê.
Vô tụ. Tính dây tại đây chạy làm giỡn cũng có tiền đi trời. Không mẹ chứ đủ má. Về quýnh vậy?